Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề "Bất ngờ từ Bakhmut, xung đột nội bộ, Nga trong thế khó trước Ukraine, Putin chuyển lửa về quê hương". Kính thưa quý vị, trận đánh Bakhmut đã kéo dài hơn 9 tháng. Tờ El Express của Pháp gọi là cuộc tàn sát, với trên 20.000 lính Nga đã bỏ mạng. New York Times của Mỹ nhận thấy bước tiến bất ngờ của Ukraine tại đây, đặt Moscow trước thế lưỡng nan. The Economist nói về những căng thẳng trong giới quân sự Nga. Cuộc tổng phản công của Kiev đã bắt đầu hay chưa? Vẫn còn mù mờ. Và El Express đưa ra 4 kịch bản. Lính Nga bị đẩy vào lò sát sinh Bakhmut. Trận đánh Bakhmut đã kéo dài nhiều tháng tại một thành phố thứ yếu về tính chiến lược, được L'Obs gọi là cuộc tàn sát. Mỗi đêm, vào một giờ nhất định trên tất cả các mạng xã hội, những người ủng hộ Ukraine đăng lên hai chữ Bakhmut Holds. Bakhmut vẫn đứng vững, bất chấp mọi dự báo, ít nhất là cho đến lúc tờ báo lên khuôn. Trên những tàn tích mênh mông của thành phố chìm trong máu lửa từ hơn 9 tháng qua, những chiến binh vệ quốc vẫn bám lấy vài cụm nhà ở khu phố phía Tây, đủ để khiến cho Yevgeny Prigozhin, thủ lãnh của Wagner, phải tức giận vì không thể lập công với Putin, mừng lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít 9 tháng 5. Từ đầu tháng 4, lính đánh thuê của ông ta đã tập trung sức lực vào đây. Nhưng đơn vị Ukraine từ đầu năm đã được thay thế bằng những người lính mới tinh nhuệ, vẫn chắc tay dưới mưa đạn pháo. Prigozhin liên tục đòi thêm đạn dược, vũ khí, như để biện minh cho thất bại trước một đội quân ít người hơn, gần như đã bị cô lập, chỉ được tiếp tế qua đường đồng. Trong một video quay đêm ngày 5 tháng 5, ông ta đứng cạnh khoảng 30 thi thể xếp thành hàng. Đó là những tay súng vừa tứ trần tại Bakhmut. Yevgeny Prigozhin hùng hổ nói: "Soi guồng, Zarasimov, những quả đạn khốn kiếp đâu rồi?" Đàm tiếng của Ukraine ở Bakhmut đặt Moscow vào thế lưỡng nan. Các báo cũng kịp cập nhật tình hình chiến sự trên trang web Carrier International, dẫn nguồn từ New York Times, nhận định tại Bakhmut, bước tiến của Ukraine đặt Nga trước thế lưỡng nan. Phần đất tái chiếm dù khiêm tốn nhưng mang tính biểu tượng. Nếu Nga không củng cố các vị trí ở cạnh sườn xung quanh Bakhmut, nơi quân đội Ukraine giành lại được sau nhiều tháng thối lui, sẽ có nguy cơ phải rút quân bỏ chạy một cách nhục nhã. Nhưng nếu tái bố trí quân dự bị về phía thành phố này, có thể làm yếu đi lực lượng ở miền Nam, nơi Ukraine có thể tấn công theo hướng biển Azov để cắt đường sang Crimea. Trong khi các blogger quân sự thân Nga khẳng định cuộc tổng phản công của Ukraine đã bắt đầu, chính quyền Kiev và các tướng lãnh vẫn giữ thái độ mập mờ. Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng Ukraine cần nhiều vũ khí, đạn dược hơn. Còn chỉ huy lữ đoàn số 3 Andriy Beletsky lại tuyên bố giai đoạn ở thế thủ tại Bakhmut đã chấm dứt. Sự nhập nhằng này gây rạn nứt và lo ngại trong giới quân sự Nga. Thủ lãnh Wagner tố cáo quân chính quy tháo chạy, nhưng Bộ Quốc phòng lại tô hồng và cho rằng quân phòng vệ đã sụp đổ. Ngược lại, thủ lãnh Chechnya Ramzan Kadyrov, đồng minh lâu nay của Yevgeny Prigozhin, trong một đoạn video quay lại, chỉ trích ông ta. Xung đột trong nội bộ giới quân sự Nga. The Economist lý giải vì sao người đứng đầu của Wagner lại đối địch với các chỉ huy quân đội Nga Cuộc xung đột này cho thấy thất bại của Điện Kremlin trong việc tạo ra một hệ thống chỉ huy phân minh ở Ukraine. Trước cuộc xâm lăng, Vladimir Putin không bổ nhiệm tham mưu trưởng. Một tháng sau mới giao cho tướng Alexander Dvornikov. Chức vụ này sau đó lần lượt chuyển sang tướng Gennady Zyrisko vào tháng 5, tướng Sergei Surovikin tháng 10, rồi đến tướng Zarasimov tháng 1 năm 2023. Các chức chỉ huy quân sự khu vực cũng được xoay vòng. Các hoạt động này dễ sinh ra nạn bè phái. Tuy phù hợp với ý muốn của Kremlin là không giao quá nhiều quyền lực vào tay của một cá nhân, nhưng lại không thể có được chiến lược hiệu quả. Yevgeny Prigozhin bất mãn khi Surovikin bị thay thế và bắt đầu chỉ trích Shoigu, Gerasimov. Wagner vẫn quan trọng vì đến trận hiệu quả hơn, nhưng triển vọng của Prigozhin vẫn còn mờ mịt. Các tướng lãnh ủng hộ cách thức thô bạo của Wagner có thể tìm lại được ảnh hưởng, nhưng có thể chính những người này sẽ kiểm soát tổ chức lính đánh thuê chặt hơn. Theo tờ báo, có thể đó là lý do khiến cho Yevgeny Prigozhin có những tuyên bố tuyệt vọng. Chuyển lửa về quê hương. Hơn 20 năm nắm quyền trên cương vị tổng thống và thủ tướng, với tham vọng xây dựng một thế giới đa cực mà nước Nga là một cực đối trọng đối với Mỹ và phương Tây, Putin đã nỗ lực hết sức nhằm biến tham vọng của mình trở thành hiện thực. Để có nguồn lực thực hiện tham vọng, tất nhiên là phải có rất nhiều tiền. Vì có rất nhiều tiền thì mới có tiếng nói, mới làm được nhiều việc để thu phục nhân tâm, mới mua sắm được nhiều vũ khí để sử dụng bạo lực khi cần thiết. Thế nên nước Nga của Putin đã tăng cường khai thác dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, những thứ mà nước Nga được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho mình. Do có nguồn thu khổng lồ từ bán tài nguyên, Putin một phần để dự trữ, một phần đầu tư nước ngoài và dùng để mua sắm vũ khí. Vài chục năm qua, Putin đã có trong tay một khối lượng lớn vũ khí khổng lồ từ vũ khí hạt nhân, máy bay, xe tăng, tên lửa. Với số vũ khí này, Putin có thể làm được mọi điều mình mong muốn. Và cũng trong hơn 20 năm qua, Putin cũng đã xây dựng được ảnh hưởng của Nga tại châu Phi, khu vực Mỹ Latin, Trung Đông. Có thể nói, Putin đã có công xây dựng nước Nga hùng mạnh hơn rất nhiều so với năm 1991, khi Liên Xô tan rã và hình thành nước Nga lúc đó. Thế nhưng mọi thứ đã sụp đổ kể từ cái ngày định mệnh 24 tháng 2 năm 2022. Ngày Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để xâm lược nước láng giềng Ukraine. Đội quân vụ Nga đổ bộ đường không xuống sân bay Hostomel, hòng đột kích bắt sống nội các của chính phủ Ukraine, bị đánh tan tác. Đoàn xe cơ giới 64 km bị quân Ukraine tập kích tơi tả đến mất dạng. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh hoàn thành trong vòng 72 giờ hoặc là vài tuần đã bị phá sản nhanh chóng. Putin phải cho quân chiếm đánh Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Donbass. Sau hơn một năm chiến tranh, nước Nga của Putin thiệt hại nặng nề với hàng trăm ngàn binh sĩ đã bỏ mạng, hàng trăm chiếc máy bay đã bị bắn rơi, hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn hệ thống pháo, tên lửa đã bị thiêu cháy, hàng chục tàu thuyền đã bị bắn chìm. Nền kinh tế Nga bị phá hủy bởi hơn 10.000 lệnh trừng phạt lớn nhỏ do Mỹ và phương Tây áp đặt. Ngành khai thác dầu mỏ, khí đốt đã bị bóp nghẹt, dẫn đến giảm mạnh doanh thu, xuất nhập khẩu đình trệ, bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Hình ảnh nước Nga bị tổn hại nặng nề khi đại đa số các quốc gia bỏ phiếu lên án. Nước Nga bị cô lập về chính trị, các tổ chức quốc tế đã quy kết Nga là nhà nước tài trợ khủng bố. Bản thân Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã do phạm tội ác chiến tranh. Các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của Nga tồn tại ở các quốc gia châu Âu đã bị dỡ bỏ. Các đoàn thể thao của Nga đã bị châu Âu tẩy chay, không cho tham dự. Hậu quả mà Putin tự chuốc lấy đã làm hại nước Nga. Những thành quả mà nước Nga cố công xây dựng đã bị Putin phá sạch sành sanh. Nước Nga của Putin bị gần như cả thế giới quay lưng và chống lại đến cùng. Nước Nga hiện giờ phải lo những nỗi lo bất ổn xã hội, lo sụp đổ nền kinh tế, lo thoái hóa dân số, lo bị tấn công, lo bị thất bại trên chiến trường. Putin đã chuyển lửa từ chiến trường Ukraine về Nga. Cả thế giới chờ đợi Ukraine mở màn chiến dịch. Những trận đánh ác liệt vẫn diễn ra trên đường phố, trong chiến hào, những xác chết tiếp tục chồng chất ở Bakhmut. Trên 20.000 ở phía Nga, theo Tòa Bạch Ốc. Cuộc tàn sát kéo dài nhiều tháng mà không mang lại bao nhiêu lợi ích chiến lược. Tuy là nút giao thông đường sắt, nhưng những đường ray đã biến mất dưới mưa bom. Phía Ukraine, tính chất anh hùng của cuộc chiến vệ quốc giúp giữ vững tinh thần của dân tộc. Còn phía Nga thì không thể đẩy lùi để tạo thế công cho một đất nước bị xâm lăng, đang ồn ào chuẩn bị phản công. Cuộc tổng phản công này, toàn thế giới đang chờ đợi. Có lẽ là quá nhiều đối với ban tham mưu Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lo ngại những người đang mong đợi những điều vĩ đại có thể thất vọng. Mùa mưa làm bùn đất lầy lội chỉ vừa mới kết thúc. Những xe tăng phương Tây, dao đã chưa đi vào hoạt động. Phòng không, đạn dược thì chưa đủ. Dọc theo 1.500 km tiền tuyến, Nga sơ tán dự phòng và củng cố công sự. Những mục tiêu được giới quan sát nêu ra: Zaporizhia, cầu Crimea, bờ đông sông Dnipro ở Kherson, thành phố Soledar bị Nga chiếm hồi đầu năm. Carrier International đặt vấn đề các hỏa tiễn Storm Shadow của Anh Quốc có thể thay đổi thế trận hay là không. Những hỏa tiễn hành trình mà London mới viện trợ có tầm bắn đến 500 km, độ chính xác cao, né được phòng không của địch, có thể là ác mộng cho quân Nga. Nhưng vấn đề là phải được bắn đi từ các chiến đấu cơ phương Tây như là Rafale, Eurofighter, Gripen, mà Kiev chưa có được. Báo mạng thân Nga Vladimir cho rằng hoặc Ukraine phải có thời gian để thích ứng với MiG và Sukhoi, hoặc tìm cách phóng đi từ mặt đất. El Express nhấn mạnh rằng nếu có được đột phá lớn, có thể nâng cao tinh thần của binh sĩ, phương Tây thêm ủng hộ. Và trên hoang tàn của Bakhmut, người ta sẽ ghi nhớ rằng quân xâm lăng đã sa lầy tại đây. 4 kịch bản cho cuộc tổng phản công. El Express đưa ra 4 giả thuyết cho cuộc tổng phản công. Ukraine tạo được đột phá, quân Nga sụp đổ, hoặc là hai bên đều bế tắc, hay Nga tái lập được ưu thế. Kịch bản thứ nhất được một số chuyên gia như tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại châu Âu, cho là có nhiều triển vọng. Ông nhắm vào Luhansk ở phía bắc Donbass và Zaporizhia. Nhưng nhà nghiên cứu Johan Michel cho rằng chỉ có thể có được những đột phá nhỏ nhỏ. Tướng Hodges nói thêm rằng cần tập trung sức vào một địa điểm hẹp để xuyên thủng phòng tuyến. Trong giả thuyết thứ hai, kịch bản trong mơ của Kiev, quân Ukraine tiến được đến biển Azov và theo tướng Pháp Dominiky Triwand phải đánh vòng, buộc quân Nga rút chạy, sẽ là thảm họa cho Moscow. Crimea và những vùng chiếm đóng phía Bắc sẽ không còn được tiếp tế thông qua cầu Kerch, có thể dẫn đến Nga bị bại trận. Giáo sư Thomas Rice ở Thụy Điển không loại trừ một tình thế tương tự như thời Đệ Nhất Thế Chiến. Và như vậy, Ukraine giành ưu thế tại hai vùng đã bị Nga kiểm soát từ năm 2014 là Crimea và Đông Nam Donbass. Kremlin sẽ chịu áp lực lớn và không hề biết chế độ Vladimir Putin có thể sống sót hay không. Khả năng thứ ba là mặt trận hầu như đứng yên, trừ vài bước tiến nhỏ nhỏ. Tướng thiết giáp Nikolai Prigozhin cho rằng Nga có thể thủ giỏi hơn là công. Những bãi mìn và khối bê tông răng rộng, cùng với chiến hào giờ đây kéo dài dọc theo các chiến tuyến. Ông Johan Michel nhận thấy quân Nga không còn đóng rải rác như hồi mùa hè và có thể động viên thêm tân binh. Kéo dài nguyên trạng rất bất lợi cho Kiev. Một số nước phương Tây có thể thúc đẩy ngồi vào bàn đàm phán và Putin áp đặt điều kiện. Một cuộc chiến đóng băng giúp cho Nga củng cố thực lực trước khi lại tấn công vài năm sau. Còn nếu Moscow nắm được thế thượng phong, kịch bản mơ ước của Bộ Tham mưu Nga lại bị các chuyên gia đánh giá là khó xảy ra nhất. Quân Nga chịu đựng được những đợt tấn công của Ukraine và sau đó phản công lại. Giáo sư Thomas Rice dứt khoát cho rằng trước mắt thì không thể, quân Nga kiệt sức và không đủ nguồn lực để tấn công quy mô, thậm chí phải xuất kho cả những chiếc T-54, T-55 Janua. Cũng khó có việc Trung Quốc viện trợ quân sự vì sợ phương Tây trừng phạt. Những trở ngại khác cho Nga là tình hình không thuận lợi ở những thành phố như Zaporizhia, 720.000 dân, hay là cặp thành phố Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.